Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, người đàn ông gầm điện làm sáng bóng đèn, siêu nhân có khả năng nuốt 15 thanh kiếm cùng lúc và người đàn ông gây xôn xao dư luận bởi tài năng ăn ớt siêu tưởng được xem là những dị nhân kỳ lạ nhất Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Về thôn Lang Viên, xã Hồng Dụ, huyện Ninh Giang, Hải Dương, chúng tôi được người dân nơi đây chia sẻ về dị nhân Nguyễn Đắc Điệu, sinh năm 1973, người từng nuốt 15 thanh kiếm cùng lúc và trở thành người Việt Nam đầu tiên xác lập kỷ lục này. Anh Điệu chia sẻ, năm 2006, anh tham gia chương trình tìm kiếm những kỷ lục Guinness Việt Nam và anh đã nuốt được 15 thanh kiếm cùng lúc với chiều dài 60cm, độ dày 3,5cm tại Bệnh viện Tràng An, Hà Nội dưới sự giám sát của máy móc y học hiện đại. Chính từ đây, anh được công nhận kỷ lục gia là người có thể nuốt nhiều kiếm và kiếm dài nhất Việt Nam. Biết tin tôi trở thành kỷ lục gia về nuốt kiếm, có rất nhiều người tìm về gia đình để học, thậm chí cả người trong làng. Nhưng tôi không dám dạy cho bất kỳ một ai bởi tính nguy hiểm của nghề. Quan trọng là nghề này kén người học và người học nghề với mục đích là gì? Anh Điệu tâm sự. Chia sẻ với phóng viên, anh Điệu kể, năm 1992, anh được nhận vào đoàn xiếc Đại Dương, thành phố Hồ Chí Minh và được sư phụ trong đoàn dạy cho khoảng 10 môn biểu diễn, trong đó có nuốt kiếm. Đây cũng là môn khó nhất, không phải ai cũng học được. Ngoài sự khổ luyện nhiều năm, khéo léo, chính xác thì phải có sự tập trung cao độ. Sau một quá trình tập luyện bền bỉ, anh Điệu tiếp thu nghề một cách nhanh chóng và có thể nuốt được nhiều loại kiếm có độ nhọn, hình thù dài ngắn khác nhau. Lúc này, anh cùng đoàn đi biểu diễn khắp nơi và không có tỉnh, huyện nào anh chưa đặt chân đến. Tuy nhiên, trong suốt thời gian dài đó, anh không hề cho gia đình biết vì sợ mọi người lo lắng. Hiện nay, anh Điệu không tham gia biểu diễn ở quốc đoàn xiếc nữa mà ở nhà cho thuê phòng bạt, bàn ghế ở các đám xá và đánh đàn ở các lễ hội, lễ cưới. Tuy đã bỏ nghề, nhưng lúc nào tôi cũng nhớ và nếu có cơ hội, tôi sẽ quay lại nghề này, anh Điệu nói. Ông Dương Đình Thắng, sinh năm 1955, ở Hiệp Hòa, Bắc Giang, cùng con trai cả Dương Minh Lợi và cháu Dương Tiến Mạnh, con trai anh Lợi, đã khiến dư luận xôn xao khi ba thế hệ trong gia đình đều có khả năng miễn nhiễm với điện. Ông Thắng có thể để dòng điện đi qua người, biến mình thành vật truyền tải điện năng, làm sáng bóng đèn. Khi ông ngậm dây điện, dùng bút thử điện, dí vào người, ông sẽ thấy bút thử điện sáng đèn. Dị nhân miễn điện. Kể từ khi mọi người biết đến ông miễn nhiễm với điện, rất nhiều người đến nhà ông vì tò mò. Mỗi ngày, ông tiếp từ 3 đến 4 đoàn khách. Nhiều lúc, ông thấy mệt mỏi, phiền hà, ảnh hưởng đến cuộc sống, thời gian làm việc. Người đàn ông này cũng cho biết thêm, cơ thể ông chỉ chịu được dòng điện gia dụng 220V. Có lần ông Thắng thử cầm vào điện 380V và cao hơn nhưng bị giật, thậm chí chảy cả máu tay. Những ngày mưa, ông nghỉ làm bởi trời mưa, người ông bị nhiễm điện, cảm giác ngứa ngáy khó chịu không làm được. Hiện cả ba thế hệ nhà ông Thắng vẫn có khả năng miễn nhiễm với điện, nhưng chỉ có ông Thắng theo nghề rửa điện. Người con trai cả sau một thời gian làm trong ngành điện, về nhà mở xưởng cơ khí riêng, cháu nội đang tuổi đi học. Đến xã Giao Yến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, hầu như không ai không biết tới ông Lưu Công Huyền, người đàn ông 58 tuổi, nổi tiếng với bộ móng tay đặc biệt suốt 35 năm không cắt. Được biết, móng tay dài nhất của ông cũng lên tới 55cm, có móng ngắn nhất dài chừng 15cm. Theo lời kể của ông Huyền, bộ móng tay đặc biệt khiến ông gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt. Để giữ móng không gãy, mà hoạt động từ tắm giặt tới ăn uống, ông phải nhờ vợ mình, bà Nguyễn Thị Thuận giúp đỡ. Những chuyện vệ sinh cá nhân như đánh răng rửa mặt tôi tự làm được, nhưng giặt giũ, tắm gội phải nhờ vợ tôi. Khi móng tay ngấm nước sẽ mềm và dễ rụng, ông Huyền giải bày. Đó là lý do ông ít khi tắm. Ra ngoài lúc trời mưa, ông thậm chí phải bọc móng tay trong túi ni lông để nước mưa không ngấm vào bộ sưu tập quý giá của mình. Lúc ăn uống, đôi khi ông Huyền nhờ vợ giúp để bảo vệ bộ móng. Nhưng việc mặc quần áo mới thực sự là thách thức. Hàng ngày, ông phải cẩn thận luồn tay để móng không vướng vào lớp vải. Khi ngủ, để không va chạm bộ móng từ nhiều năm nay, ông chỉ ngủ một mình. Ông cũng học cách thận trọng hơn trong nhiều tình huống.
Dù sở hữu bộ móng dài vướng víu, nhưng ông Huyền vẫn làm tốt công việc thợ xây, thậm chí có tài hội họa, chuyên vẽ tranh cho đình chùa hay nhà thờ. Trước kia, ông chỉ làm gần nhà, nhưng lời đồn quan lại, nhiều người thuê ông vẽ với giá cao. Cụ ông Nguyễn Văn Chiến, 87 tuổi, ngụ ấp Dầu, Đông Hòa, Châu Thành, Tiền Giang, có mái tóc dài hơn 3 mét, kết lại như hình con rồng. Điều đặc biệt là cụ Chiến đã giữ mái tóc này mấy chục năm, cuộn tròn trên đầu và không bao giờ gội. Cụ Chiến cho biết, tôi để tóc dài từ nhỏ, nhưng khi đi học, thầy cô nói tóc dài bất tiện nên khuyên tôi cắt tóc ngắn. Tôi về nhà xin phép cha mẹ rồi cắt tóc để được đi học. Đến năm khoảng 17 tuổi, tôi nghỉ học và để mái tóc dài cho tới bây giờ. Với quan niệm cha mẹ sinh sao để vậy, nên mái tóc dài ra bao nhiêu tôi để nguyên chứ không cắt bỏ. Khi tóc dài không cần phải thắt bím mà tự nhiên tết lại thành cuộn. Trước năm 1975, cụ Chiến sang tỉnh Bến Tre tu trong chùa theo đạo Dừa. Sau này, khi đạo Dừa tan rã, cụ về quê với vợ con cho tới bây giờ. Tuy nhiên, cụ vẫn có thói quen ăn chay, làm việc thiện và ngồi thiền cầu nguyện. Hai vua ớt này là hai anh em ruột, gồm anh Bùi Ngọc Vinh, 43 tuổi, trú tại xóm mới, Kiệt 86, Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân, thành phố Huế, vợ anh Bùi Ngọc Khánh, 40 tuổi, trú tại thôn Hạ, xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế. Để chứng tỏ khả năng hiếm có của mình, hai anh em đem ra 1 kg ớt tiêu, loại ớt nhỏ rất cay. Chỉ trong vòng 10 phút, họ vừa bóc, vừa nhai ngấu nghiến và nuốt hết số ớt này với vẻ mặt bình thản. Tiếp đến, họ bẻ đôi những trái ớt xanh, đỏ, to bằng ngón tay trỏ, rồi trà sát mạnh lên tai, mũi, toàn thân. Vẫn không có một phản ứng gì. Màn biểu diễn gây choáng nhất là họ dùng ớt trà vào hai con người của mắt rồi nhắm mắt lại trong vài phút. Lấy ớt ra, mắt hai người vẫn mở to và sáng quắc. Trong hai người, anh Vinh có khả năng ăn ớt nhiều hơn anh Khánh. Anh Vinh cho biết, lúc còn nhỏ, anh thường nhai các loại quả cho chim ăn, trong đó có trái ớt. Càng ngày, anh càng thấy ớt ngon. Giết rồi anh nghiền ăn ớt khi nào chẳng hay. Đến năm 2005, anh Vinh bắt đầu dùng khả năng của mình để đi trình diễn trước công chúng. Nhiều người Huế vốn ăn ớt nhiều cũng không thể nào bằng anh và họ đã tôn anh là người ăn ớt số 1 ở Huế. Nhiều chuyến lưu diễn cùng những đoàn xiếc sau đó đã đưa tên tuổi anh đến với cả nước vì khả năng ăn ớt kỳ lạ. Năm 2005 và 2008, anh được các đài truyền hình KBS và MBC của Hàn Quốc đến ghi hình, phát sóng tại Hàn Quốc và nhiều nước trên thế giới. Đài KBS đã lựa chọn anh đi kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế. Sau khi chụp phim X-quang và khám nội soi kỹ lưỡng, các bác sĩ kết luận, thực quản, dạ dày, tá tràng của anh Vinh hoàn toàn bình thường. Những dị nhân trên đều đã từng gây xôn xao khắp các cộng đồng mạng trong và ngoài nước. Thế nhưng, họ đều có thể gặp phải những rắc rối, phiền toái nhất định trong cuộc sống của mình. Thời lượng chương trình đến đây là kết thúc. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ trong các chương trình tiếp theo. Xin chào và gặp lại!